Tham dự buổi trình chiếu tối ngày 3 tháng 5 có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến, cùng lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương và Ban tuyên giáo Trung ương. Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, hôm nay chúng ta có mặt tại tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, của quân và dân thủ đô để cùng nhau nhớ về sự kiện lịch sử đặc biệt chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, 70 năm đã trôi qua, nhưng vào những ngày này, mỗi người dân Việt Nam đều hướng về Điện Biên, nhớ về chiến thắng Điện Biên Phủ, một trong những mốc son trói lợi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, Ý chí cuột cường và chiến lược quân sự tài tình của Đảng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Để ghi nhớ và tôn vinh chiến thắng vĩ đại này, Đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Điện Biên qua nhiều thời kỳ đã quan tâm nỗ lực bảo vệ khôi phục và lan tỏa tinh thần Điện Biên đến với cả nước bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có việc thực hiện bức tranh panorama nói trên. Bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ là một tác phẩm nghệ thuật đồ sộ đặc sắc với diện tích hơn 3.000 m2, được thực hiện bởi gần 200 họa sĩ tài hoa và tâm huyết trong 9 năm, dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư trưởng Nguyễn Văn Mạc. Bức tranh tái hiện một cách sinh động và chân thực toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ. Với mong muốn truyền tải toàn vẹn giá trị lịch sử để người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về những hy sinh to lớn của cha ông, hiểu hơn về giá trị của hòa bình và độc lập, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bức tranh này từ Điện Biên về Hà Nội thông qua công nghệ trình chiếu 3D mapping. Đây là kỹ thuật sử dụng ánh sáng và hình ảnh âm thanh để tạo hiệu ứng giúp người xem trải nghiệm bức tranh một cách sống động và chân thực nhất. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, việc trình chiếu bức tranh không chỉ là trải nghiệm mà sẽ góp phần quảng bá nuôi dưỡng sự trân trọng sâu sắc hơn với lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói, lịch sử dân tộc như một dòng chảy vun đắp lên bản sắc và tâm hồn mỗi người con đất Việt hôm nay chúng ta có mặt ở đây cũng là để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đã ngã xuống vì hòa bình độc lập dân tộc để việt nam có được hạnh phúc và tự do ngày hôm nay với ý nghĩa đó buổi trình chiếu này cũng là để thể hiện tấm lòng cùng cả nước hướng về điện biên Ngày 3 tháng 5 tại tỉnh Điện Biên, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng của Bộ Công an để đánh giá rút kinh nghiệm chương trình sơ duyệt khối diễu binh diễu hành của lực lượng Công an Nhân dân tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại buổi làm việc, Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị thuộc Bộ Công an được phân công nhiệm vụ đã báo cáo kết quả công tác cũng như những vướng mắc phát sinh sau khi chương trình sơ duyệt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được diễn ra, theo đó tại nhiều địa điểm khu vực tuyến đường và trong khuôn viên sân vận động thành phố Điện Biên Phủ, lực lượng công an các đơn vị và công an tỉnh Điện Biên đã đảm bảo quân số, trang thiết bị, cơ sở vật chất, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho sự kiện. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các đơn vị khác được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo đúng kế hoạch, phương án đã đề ra. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương đánh giá cao các đơn vị chức năng của Bộ và Công an tỉnh Điện Biên với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực luyện tập triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn. Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh qua buổi sơ duyệt cho thấy đến nay kết quả đã đạt được rất cao, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục triển khai nghiêm túc theo các kế hoạch chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Trước đó, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo của lãnh đạo bộ đối với những tình huống phát sinh, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các địa điểm quan trọng, nơi lưu trú của lãnh đạo đảng, nhà nước. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó công an một số tỉnh như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, vân vân thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn cho các đoàn nhân dân du khách có hành trình về nguồn, tham quan về điện biên chủ động bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất đối với cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trong thời gian này tại Điện Biên. Sáng ngày 3 tháng 5, tại tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, tổ chức sơ duyệt lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chủ trì buổi sơ duyệt sáng nay là Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Chương trình sơ duyệt diễn ra với 7 nội dung chính, gồm lễ chào cờ, biểu diễn chống hội, trình diễn nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng và trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng có đội pháo lễ, lực lượng không quân, tiêu binh lễ đài và năm khối đứng. Cùng với đó là các lực lượng diễu binh diễu hành gồm khối nghi trượng, gồm khối cờ đảng cờ tổ quốc, 16 khối diệu binh và khối dân công hòa tuyến. Lực lượng của Bộ Công an gồm 2 khối đứng và 9 khối diệu binh diệu hành. Tỉnh Điện Biên tham gia diệu binh diệu hành có 3 khối, gồm nghi trượng, khối diệu binh nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và khối diệu hành quần chúng. Tham gia lễ kỷ niệm còn có 20 khối làm nền trên sân và trên khán đài. Tại sân vận động tỉnh Điện Biên, cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ là lúc 10 máy bay trực thăng mang cờ đảng cờ tổ quốc bay qua lễ đài. Cùng thời khắc này, đội pháo lễ tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ đồng loạt bắn 21 loạt đại bác. Kết thúc sơ duyệt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi đánh giá, rút kinh nghiệm và kết luận buổi sơ duyệt để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt vào ngày 5 tháng 5 trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5. Sáng ngày 3 tháng 5, buổi sơ duyệt các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã được diễn ra trên sân vận động Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã tìm về các khu vực xung quanh sân vận động để theo dõi, cổ vũ các chiến sĩ diễu binh, diễu hành ra ngoài đường phố. Trước giờ sơ duyệt, hàng nghìn chiến sĩ của các khối diễu binh đã có mặt ở ngoài sân vận động, sẵn sàng quân tư trang tập luyện các bài tập diễu hành tại chỗ. Tranh thủ giờ nghỉ trước khi bước vào buổi sơ duyệt, người dân cùng các khối lực lượng tham gia biểu diễn múa xòe ngay trên đường phố bên ngoài sân vận động tỉnh Điện Biên. Các nữ chiến sĩ háo hức trước giờ tham gia làm nhiệm vụ trong buổi sơ duyệt. 7 giờ 30 phút, thời điểm buổi sơ duyệt chuẩn bị diễn ra, hàng nghìn người có mặt chật kín vỉa hè các con phố mà các khối diễu hành đi qua. Dọc vỉa hè các tuyến đường bên ngoài sân vận động Điện Biên, người dân đã bố trí rất nhiều bình nước, hoa quả miễn phí phục vụ lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Sau khi diễu quả lễ đài trong sân vận động, các khối di chuyển đội hình tiến ra đường phố trong sự đón chào hân hoan của người dân hai bên đường. Người dân với cờ hoa trên tay vẫy tay chào mừng các khối diễu binh, diễu hành khi đi qua các tuyến đường trong thành phố Điện Biên Phủ. Hình ảnh quen thuộc những ngày qua tại thành phố Điện Biên Phủ khi các lực lượng liên tục tập luyện và diễu qua các con phố. Ông Trần Bá Lương, 91 tuổi, cho biết sau 20 năm ông mới có dịp quay lại Điện Biên, ông vẫn giữ nguyên cảm xúc bồi hồi với nhiều kỷ niệm ở mảnh đất lịch sử hào hùng này. Chương trình có sự tham gia của bốn lực lượng gồm: lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, diễu hành và lực lượng đứng trên sân với tổng số hơn 12.000 người. Sáng ngày 3 tháng 5, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 đến 2025 tổ chức sơ duyệt lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì buổi sơ duyệt. Đồng chủ trì buổi sơ duyệt về phía Trung ương có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương thượng tướng trịnh văn quyết ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương gồm ban tuyên giáo trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ công an trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đài truyền hình việt nam trung ương hội cựu chiến binh việt nam văn phòng trung ương đảng đại diện lãnh đạo tỉnh điện biên có các đồng chí mùa a sơn phó bí thư thường trực tỉnh ủy lê thành đô phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên. Chương trình sơ duyệt diễn ra với 7 nội dung gồm lễ chào cờ, biểu diễn chống hội, trình diễn nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng và trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng có đội pháo lễ, lực lượng không quân, tiêu binh lễ đài và năm khối đứng. Các lực lượng diễu binh diễu hành gồm khối nghi trượng, khối cờ đảng, cờ tổ quốc, 16 khối diễu binh và khối dân công hòa tuyến. Lực lượng của Bộ Công an gồm 2 khối đứng và 9 khối diễu binh diễu hành. Tỉnh Điện Biên tham gia diễu binh diễu hành gồm 3 khối nghi trượng, khối diễu binh nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và 88 khối diễu hành quần chúng. Tham gia lễ kỷ niệm còn có 20 khối làm nền trên sân và trên khán đài. Tại sân vận động tỉnh Điện Biên, cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ cũng là lúc 10 máy bay trực thăng mang cờ đảng cờ tổ quốc bay qua lễ đài. Cùng thời khắc này, đội pháo lễ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đồng loạt bắn 21 loạt đại bác trên nền bài quốc ca. Sau khi kết thúc lễ chào cờ, biểu diễn chống hội, trình diễn nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận huân chương khen thưởng tại sân vận động tỉnh Điện Biên, các khối diễu binh diễu hành sẽ tiến qua lễ đài rồi tiếp tục tỏa ra các tuyến phố chính trong thành phố Điện Biên phủ theo ba hướng chính. Hướng thứ nhất gồm 8 khối lực lượng vũ trang và các khối của tỉnh Điện Biên đi theo đại lộ Võ Nguyên Giáp về hướng đường 7 tháng 5. Hướng thứ hai gồm 7 khối của lực lượng quân đội sẽ đi qua cầu A1, qua đường Nguyễn Hữu Thọ và tập kết tại phường Thanh Trường. Hướng thứ ba gồm 8 khối của lực lượng công an, rẽ trái đi qua phường Nam Thanh và tập kết tại khu đô thị Pomla.